mềm ứng dụng như Zalo thứ là có trong đây. Tải lại hết ạ. Tải lại từ đầu hết ạ. Bây giờ mình phải tải lại hay là? Đúng rồi. Chưa. Tải lại từ đầu hết ạ. Anh qua quầy bên cạnh các bạn con gái tải cho anh ạ. Đời là vẫn thế đấy. Cổ anh Thành thì đưa sang máy sang đây chạy phần mềm, bảo thằng này cóp danh bạ cái ra nó cóp xong nó cắm này nó rút bố ra nó để đấy. Khách cứ ngó ngó nhìn vào mình đấy, ông ngó nhìn mình ngó sang chạy phần mềm thì ít nhất ông vẫn cứ cắm sạc vào đấy, ít nhất phải có cắm dây, ông cắm chẳng cắm cái gì. Không hiểu chạy phần mềm cái gì. Chạy bằng wifi à? Vơ vả. Tất cả những máy nào mà chạy phần mềm mà anh bảo reset máy là phải ít nhất là luôn luôn phải cắm sạc vào đấy để đấy. Máy tính mở vài cái phần mềm linh tinh lên còn xong bỏ đấy. Dĩ nhiên là dài hơn mấy tháo là do em nằm được dãn ra rồi. Giờ nhất là khó bắt đáy. Bắt đầu lọng dài hơn lúc mấy tháo. Bỏ cả. Cái này là cái gì? Tao chịu. Chỗ vòng quanh cam mà người ta chịu cái đấy bỏ không được, cái đấy là cái cản tử trường của cam bỏ không ảnh hưởng. Thank you.